cho vay nhưng không đòi được, chuyện thật như đùa. Chị Nắng ơi, chỉ cách đòi tiền con gái thiếu đi Nắng á. Thật ra thì ngại thì vẫn phải ngại thôi, còn người ta có ghét mình hay không thì nó còn phụ thuộc vào tính cách người ta. Nếu mà người ta là một người mà rõ ràng thì người ta sẽ biết được là vay thì phải trả mà cho thì không được đòi. Nên là nếu mà vay thì người ta sẽ vui vẻ trả thôi chứ người ta không có khó chịu gì cả. Còn người ta khó chịu thì tức là bạn đang cho vay nhầm người rồi. Mà những người như thế thì các bạn không đòi thì các bạn mất, mà các bạn đòi thì người ta vẫn sẽ ghét các bạn thôi. Nói chung là những cái người như thế các bạn cũng không nên duy trì mối quan hệ lâu dài làm gì cả, đúng không? Đúng vậy. Nên là việc phải đòi thì cứ đòi thôi, nhưng mà đòi nó bình thường, nó kiểu như là tớ đang có cái việc như này cần tiền nhưng mà bây giờ tớ đang chưa thu xếp được, với tớ cũng đang không có đủ ấy, tớ không không thu xếp được, nên là cậu phải thu xếp để cậu gửi lại tớ cái món lần trước không, để tớ làm cái đấy, như thế. Nói thế chứ sao giờ, cho vay nhưng mà không trả, còn cho thì đâu nói là gì á. À ở đấy thì biết rồi, nhưng ý mình là các bạn mà cố nhân nhượng người ta mà không muốn trả, mà các bạn kiểu như là thôi không đòi nữa, thì cái mối quan hệ đấy nó cũng không kéo dài được đâu. Bởi vì là bản thân người ta đã có vấn đề trong cái suy nghĩ của người ta rồi á, người ta không muốn trả, người ta kiểu muốn ăn không rồi á. Các bạn không nên duy trì mối quan hệ đấy làm gì cả, đúng không? Thì kể cả các bạn nghĩ là thôi không đòi nữa để đỡ mất mối quan hệ, vấn đề là cái mối quan hệ đấy nó đâu đáng để mình giữ đâu mà sợ mất. Định là đòi được thì cho cút luôn á. Thì nghĩ là mình không chơi được với người ta thì mình lấy lại tiền xong mình cũng thôi. Nhưng mà mình cũng không nhất thiết là phải làm căng nó quá. Mình cứ nói chuyện bình thường thôi. Kiểu tớ đang bận cái này, tớ đang cần tiền nhưng mà tớ đang chưa có để cậu thu xếp cho tớ được không? Thề từ lần đó không dám cho ai mượn tiền luôn. Không cho mượn thì sợ mất lòng, mà cho mượn thì mất bạn á. Vấn đề là nha, nếu mà em không cho mượn nha, người ta chỉ có hơi cảm thấy hụt hẫng một xíu, hay là hơi cảm thấy rối rỗi một xíu thôi. Sau đấy thì em sẽ giữ được mối quan hệ đấy. Còn nếu mà em cho không cho mượn mà người ta ghét em luôn á, rõ ràng là cái mối quan hệ nó có vấn đề ngay từ lúc đấy rồi, đúng không? Trộm vía là đéo cho mượn tiền, cho mượn là mất luôn cả bạn cả tiền luôn, đúng không? Mình chưa cho người ta mượn tiền mà mình đã biết được là người ta không phải là người để mình chơi cùng rồi. Mẹ bây giờ nó mượn tiền mình không có nghĩa vụ phải cho nó mượn. Người ta chỉ có thể giúp nhau khi mà người ta dư giả, đúng không? Chứ còn nếu mà bây giờ ví dụ mình cũng khó, mình không giúp được mà nó lại giận mình, nó lại dỗi mình, nó lại nghĩ là cái việc mình phải cho nó vay là cái trách nhiệm của mình, thì rõ ràng là cái người đấy nó có vấn đề rồi. Cái mối quan hệ này có vấn đề rồi, mình không muốn chơi với nó nữa. Thế ra là lý thuyết vậy thôi các bạn, chứ mình cũng cho mượn tiền xong mình cũng đòi được, cái mình cũng chả đòi nữa tại vì nó cũng ít. Ví dụ nhiều thì không nói, nhiều thì chưa có ai vay mình nhiều cả nên mình cũng không biết. Nhưng mà kiểu ví dụ như là trước mình cũng có quen đứa này đứa kia, kiểu đứa em ấy, chơi với nhau, chơi kiểu chơi qua mạng thôi chứ cũng chả phải là quá thân thiết gì. Ngày một ngày đấy nó nhắn tin cho mình, nó kêu là nó đang khó khăn, rồi nó đi viện, rồi là hay là nó gì này thế kia, xong rồi nó mượn mình 1-2 triệu thì mình cũng cho nó mượn được, cũng không có vấn đề gì. Xong mình cũng nghĩ là chắc là nó cũng không đến cái mức mà vì 1-2 triệu mà nó không chơi với mình nữa, hay là vì nó không nhìn mặt mình nữa đâu. Thế nhưng mà các bạn ạ, nó còn quá cái suy nghĩ của mình luôn, bởi vì là nó không những là nó không trả mình mà nó còn mượn thêm. Nó còn định mượn thêm, nó còn kiểu như là nó hứa mình là ngày này nó trả nè. Sau rồi qua ngày đấy nó vẫn không trả. Đầu tầm 1-2 tháng sau lại nhắn tin cho mình nó mượn thêm, nó lại mượn tiếp. Xong mình như nó quên luôn là ngày xưa nó từng hứa với mình nó trả mình ngày nào hay sao ấy. Nhưng mà thật ra là lúc đấy mình cũng đang ở viện các bạn ạ. Mà lúc ấy mình cũng đang nằm viện và mình cũng đang không có lương, thì thật sự là mình cũng không dư để mà cho mượn. Nhưng mà nếu mình có chắc mình cũng cho mượn luôn ấy, bởi vì là nó rất là buồn cười ấy các bạn. Nó kiểu nó không có liêm sỉ, nó không có tự trọng, nó không có gì cả mà nó vẫn nhắn tin cho mình thì nó mượn thêm, trong khi là nó hứa trả mình nhưng mà nó không trả. Mình không nhắn tin đòi một câu nào cả tại vì nó không nhiều. Nó không có nhiều, nó đâu có 1-2 triệu thôi, ít ý, nên là mình cũng nghĩ là chắc chả đòi. Nếu mà nó mà cảm thấy là cái mối quan hệ này không đáng để giữ kiểu chị em với nhau, không trả thì thôi. Thì thôi mình cũng trả thì coi như là mất cái số nhỏ nhỏ đấy thì không chơi với nó nữa. Đúng không? Nhưng mà không, các bạn vẫn nhắn tin mượn thêm. Wow. À quên, đứa đó là lúc trước crush của mình nên mình mới cho mượn, một thời gian sau thì cũng hứa hẹn này kia 3-4 tháng luôn chứ cứ hứa ngày này sang ngày khác á. Kỳ ơi. Ý là không biết được các bạn như nào, nhưng mà mình ví dụ nha, mình phải nợ nha, mình không vay những người mà thích mình đâu các bạn. Mình cũng đã từng có một vài lần khó khăn hay là kiểu không có tiền hay gì gì đấy trước ấy, thì mình đa phần là mình sẽ mượn, một là chị mình, hai là mình sẽ mượn đứa bạn thân của mình. Chứ còn mình sẽ chưa bao giờ mình kiểu mình cảm thấy là quan hệ tình cảm mà nó liên quan đến tiền bạc kiểu nó khó xử vãi cứt. Mình là cái được cái tôi cũng khá là cao ấy. Bây giờ ví dụ người ta thích mình xong rồi, bình thường mình cũng không muốn nói chuyện với người ta lắm, chứ bây giờ bởi vì là mình vay tiền người ta mà xong rồi mình cứ phải trả lời tin nhắn của người ta, với cả mình cứ phải nói chuyện với người ta, xong mình phải nhẹ nhàng dịu dàng với người ta. Mệt thế nhở? Nên là mình toàn vay ấy thôi à? Kể cả có người thích mình mà được gợi ý là cho mình mượn tiền, mình thường mình cũng không mượn đâu. Mình sẽ mượn chị mình. Mình hay vay hàng đám ấy. Mình sẽ hay vay hàng đám lắm. Giờ đỡ phải vay rồi. Tại vì là giờ hàng đám cho luôn. Sau 30 tuổi khó lấy chồng sinh con. Tính ra năm nay Nắng 26 rồi đó. Yến à? 25. Nghe nói sau 30 tuổi khó đẻ. Đầy người vẫn đẻ được bình thường ạ.
nó chỉ là hơi vất vả hơn một tí thôi, tại vì lúc mà còn trẻ chắc chắn là sức khỏe của mình nó sẽ tốt hơn rồi. Nhưng mà mình nghĩ là cái gì nó cũng có cái giá của nó và có cái sự đánh đổi của nó ấy. Đúng, đúng. Nếu mà mình cưới cái lúc mà mình cưới và mình đẻ cái lúc mà mình còn quá nhỏ, ví dụ như là 21, 22, 23, 24 gì đấy, kiểu khi mà kinh tế của mình nó chưa vững, tâm lý của mình chưa vững và mình chẳng có gì ngoài sức khỏe cả, thì đẻ được đấy, nhưng mà cái lúc quá trình mình đẻ và quá trình mình nuôi nó sẽ vất vả hơn chứ, đúng không? Đúng vậy. Mình không có tài chính này, mình không có thu nhập này, cái nhận thức của mình vẫn còn thấp này, mình nhìn mọi thứ sẽ tiêu cực hơn này, mình không tìm được vấn đề để giải quyết này. Ví dụ mình với cả chồng mình mà cãi nhau, mình sẽ hai người sẽ không thể bình tĩnh mà ngồi nói chuyện để tìm cách giải quyết, để tìm nguyên nhân vấn đề xong rồi tìm cách giải quyết được, mà mình sẽ trách nhau, mình sẽ chì chiết nhau, mình sẽ đay nghiến nhau, xong rồi cuộc sống nó vất vả, nó mệt mỏi, nó đổ vỡ. Ngoài cái việc đẻ dễ ra cũng không thấy nó có cái gì tốt hết, trừ cái việc là các bạn, mình nghĩ là hiếm hoi lắm có người mà kiểu lấy sớm mà lấy được một người rất yêu thương mình xong rồi không có xích mích. Mình nghĩ ở nhà nào cũng có xích mích ý, mà lúc mà mình còn trẻ cái nhận thức của mình thấp, mình mệt mỏi lắm các bạn. Vừa nhá các bạn nhá, các bạn nghĩ là lúc mà mình mang bầu, mình có con á, là mình sẽ cái sức khỏe của mình nó sẽ đi xuống là một này, mình nhạy cảm hơn này, xong rồi mình cái lúc mà nhận thức của mình kém này, mình nhìn cái đâu cũng chỉ thấy lỗi thôi. Ví dụ như là bình thường mình tỉnh táo như này đúng không, mình khỏe mạnh như này không, mình biết được là khi mà mình cãi nhau hay là đối phương mà có vấn đề gì đấy là mình sẽ phải đặt mình vào vị trí của người ta, xong rồi là hai người nói chuyện nhẹ nhàng thôi, không đay nghiến nhau, không chỉ trích nhau, tôn trọng cuộc sống của nhau đấy, những cái như thế. Nhưng mà cái lúc mẹ mình nhạy cảm, mình sẽ đều nghĩ được như thế đâu các bạn, là mình sẽ chỉ bảo như là anh đéo thương em hay là anh chả thương em. Ôi trời ơi đấy, xong rồi lại tủi thân, xong rồi lại trầm cảm, xong rồi tiền thì không có rồi. Các bạn, mình không cảm thấy là mình phù hợp để lấy chồng và sinh con ở cái độ tuổi đấy. Nên là cái việc sức khỏe thì mình thấy cũng bình thường. Mình lấy ví dụ như là khi mà mình lấy chồng và đẻ con năm 30 tuổi chẳng hạn, lúc đấy mình sẵn sàng hơn về tài chính và sẵn sàng hơn về tâm lý, thì mình có thể bù đắp lại được cái phần kia. Ví dụ như là lúc ấy mình có tài chính rồi, mình sẽ sắp xếp làm sao để mình có thời gian nghỉ ngơi nhiều, không cần phải lao lực quá. Lúc của mình còn trẻ, mình không có tiền chẳng hạn, có khi bụng to quá chẳng phải đi làm đúng không. Nhưng mà lúc đấy ví dụ mình có tài chính rồi và mình có thể sắp xếp làm sao để mình có một cái nguồn thu nhập mà nó có thể là thụ động, hoặc là nó có thể là không cần mình quá là vất vả nữa chẳng hạn, thì mình sẽ có thời gian để chăm sóc bản thân, chăm sóc sức khỏe, có chế độ dinh dưỡng tốt, ngủ nghỉ tốt, xong rồi là tâm lý thoải mái. Đấy, xong lúc đấy mình cũng lớn rồi, mình tỉnh táo rồi, mình chọn được một cái partner mà người ta hiểu mình, tôn trọng mình, chăm sóc cho mình, chúng thấy cuộc sống nó dễ dàng hơn không, đúng không? Nhưng lấy sớm mệt lắm, mình không biết được, mình không biết mình của 2-3 năm trước, mình của cái hồi đầu 20 nhá các bạn. Sao nghe cứ như kiểu mình 30 rồi nhỉ? Không, ý mình là cái hồi mà khoảng tầm 20-21 ấy, là mình vẫn còn trẻ trâu lắm. Mình nghĩ lúc đấy mà mình lấy chồng thì dăm 3 bữa là cãi nhau, đấm nhau, vỡ đầu, toát đầu chảy máu, không thể nào mà chịu nhau được đâu, không thể chịu đựng được và không thể nghĩ được từ tốn như bây giờ đâu. Bây giờ mình bớt nóng tính hơn rất là nhiều rồi, nhưng mà hồi đấy mình vẫn còn nóng tính và mình vẫn còn rất là dễ, ý là mình vẫn còn trẻ con lắm, bây giờ thì đỡ hơn rồi. Thế mình nghĩ là khoảng tầm 5 năm nữa 30 tuổi mình sẽ chín chắn hơn, trưởng thành hơn, là một người vợ và một người mẹ tuyệt vời. Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra. Tỏ tình toàn bị né tránh có nên tiếp tục không? Chị em cách tán gái với em không biết tán gái á. Trời ơi, làm sao mình có thể tóm tắt cả một cái vấn đề của nhân loại, một cái sự kiện, một cái điều quan trọng, một cái mà kiểu cần phải viết ra thành 7749 cuốn sách để có thể tóm tắt lại trong một cái câu nào đấy. Bởi vì nếu mà bây giờ mình nói dài thì mình không thể có thời gian chơi game được, các bạn hiểu không? Nên là các bạn chịu khó lên kênh YouTube của mình nhé. Kênh đấy nó có rất là nhiều video nói về chuyện yêu đương, các bạn sẽ hiểu được cốt lõi của vấn đề, làm thế nào để có thể khiến cho người ta thích các bạn. Các bạn suy nghĩ nó logic hơn để các bạn đỡ kiểu như là sống trên trời ấy. Để các bạn đỡ nghĩ là làm nào để người ta thích mình giờ. Các bạn sẽ hiểu là tất cả chuyện gì nó cũng đều có cơ sở hết. Đấy, ví dụ như là để người ta gọi thích các bạn thì các bạn phải có cái gì? Đấy, các bạn có giá trị gì không? Các bạn có đẹp không? Các bạn có tiền không? Hay các bạn có thông minh không? Các bạn có cái sự chân thành không? Các bạn có cái gì để người ta thích các bạn, chứ không phải là tự dưng mà thích đâu. Người ta thích một người á, ví dụ trong một cái hoàn cảnh nào đấy, nó là cái xúc tác thôi, chứ còn vốn dĩ cái người kia phải là cái đối tượng mà người này mong muốn thì mới có thể thích được. Ví dụ như là các bạn rất đẹp trai, các bạn rất giàu, các bạn rất giỏi, các bạn đi ra ngoài đường các bạn sẽ không thể falling love với một người mà kiểu xấu ơi là xấu, vô duyên, bố bã, xong rồi là thế thì kia được đâu. Các bạn chỉ có thể đi ra ngoài xong nhìn thấy một bạn rất là dễ thương, rất là dịu dàng, rất là con gái, rất là xinh thì các bạn mới có thể nảy sinh tình cảm được. Nên là tất cả mọi thứ nó đều có lý do cả, nó đều rất là logic luôn, nó đều có cơ sở cả ấy. Các bạn hiểu được cái vấn đề đấy, các bạn sẽ không thắc mắc nữa và các bạn sẽ nghĩ mọi thứ nó rõ ràng ra. Các bạn sẽ không hiểu tại sao bạn ấy lại không thích em rất là chân thành với bạn ấy, em rất là thương bạn ấy, em có thể trao hết tất cả mọi thứ của em cho bạn ấy, nhưng mà em xấu hơn cái thằng kia, nó thích thằng kia đúng không? Nên thành ra là các bạn hiểu được cái vấn đề đấy, các bạn sẽ bớt than vãn, các bạn sẽ hiểu, các bạn sẽ không
than thân trách phận, các bạn sẽ không bất mãn với cuộc đời và các bạn sẽ không thắc mắc những cái câu mà kiểu nghe rất là buồn đấm luôn, hiểu không? Nếu không hiểu mày ngu nhá, chịu khó tìm hiểu đi. Cái này ra thì lúc mình lớn mình mới hiểu ra được, chứ còn cái lúc mà trẻ trâu thì mình cũng thế, mình cũng kiểu như là thắc mắc ấy, xong mình cũng giống như các bạn, chị ơi em là trai tốt mà sao bạn ấy không yêu em, kiểu vậy. Ờ, chị ơi tỏ tình mà rồi mà nó toàn né tránh thì có nên tiếp tục không á? Thôi thì thôi chứ làm gì tiếp tục. Thật ra thì mình hay tìm con đường dễ cho các bạn ấy. Tiếp tục nó không phải là sai và tiếp tục nó không phải là 100% không có kết quả, nhưng mà nó rất khó, các bạn hiểu không? Nó rất khó bởi vì khi mà các bạn tỏ tình thất bại á khi mà các bạn tỏ tình thất bại á thì các bạn đang thuộc đối tượng không đúng ý người ta. Đấy, ví dụ như là người ta có thể thấy bạn hơi thấp, có thể thấy bạn hơi xấu, da bạn hơi xấu, tức là hay là bạn đang nói chuyện hơi nhạt, hay là hoàn cảnh gia đình của bạn không được tốt như người ta mong muốn, bạn không có tiền, bạn không có công danh sự nghiệp, bạn không có học giỏi hay là gì gì đấy, đúng không? Thì là bạn đang là đối tượng mà người ta không cảm thấy ưng ý. Thì nếu mà các bạn tiếp tục theo đuổi á, các bạn phải nâng cấp bản thân mình lên. Và đấy là một cái quá trình mà nó rất là vất vả và rất là khó khăn, rất là chông gai chầy chật. Không phải là kiểu bảo hôm nay còn kém cỏi mà hôm sau giỏi lên được luôn, bảo hôm nay nghèo mà mai giàu lên được luôn, bảo hôm nay xấu mà mai đẹp lên được luôn, đúng không? Người ta phải rèn luyện cái đấy qua cả một quá trình rất dài. Nên là nếu mà các bạn mà kiểu như là tiếp tục theo đuổi á, các bạn phải nâng cấp bản thân các bạn lên rất rất nhiều ấy, chứ không phải là tiếp tục tán là theo kiểu là hôm nay tỏ tình không được, mai đi tỏ tình tiếp. Sao lại kia tỏ tình tiếp? Sao lại chị ơi em tỏ tình bạn ấy 10 lần rồi bạn ấy không đồng ý em? Sao hỏi ra biết là lần đầu lần sau nó cũng chả khác mẹ gì nhau ấy. Nghe là mình trước mình có thích một người. Mà cái người đấy là trước đấy hồi đầu tiên mình gặp người ta mình không thích người ta. Ý là người ta tỏ tình mình nhiều lần xong rồi cũng thích mình lâu, nhưng mà mình không thích người ta cho đến một quãng thời gian rất dài sau này. Bản thân người ta đã tốt hơn rất là nhiều và mình cũng đã học được rất nhiều bài học trong cuộc sống. Tại vì ngày xưa cái hồi trẻ trâu ấy, mình hay kỳ vọng vào những cái thứ nó xa vời quá, nó phi thực tế quá, với cả mình kiểu ham chơi, mình không có nghĩ đến những cái chuyện kiểu, tức là mình không muốn bị cái chuyện tình cảm nó ràng buộc công việc của mình chẳng hạn. Hay lúc mà mình lớn hơn, mình suy nghĩ khác đi và người ta cũng trưởng thành hơn, người ta cũng có nhiều thứ mà khẳng định được giá trị bản thân của người ta ấy, suy nghĩ của người ta cũng khác, nhận thức của người ta cũng khác, thì mình thích người ta. Ngày xưa mình không tin là nước chảy đá mòn đâu, nhưng mà thực sự là nước chảy thì đá có thể mòn, nhưng mà cái dòng nước đấy phải chảy rất là xiết ấy các bạn, phải rất là khó khăn ấy, không phải là cứ chảy êm đềm nước đá nó mòn được đâu. Kiểu ý mình là phải rất là nỗ lực và rất là cố gắng thì các bạn mới thay đổi được cái suy nghĩ của người ta ấy. Nên là mình hay khuyên các bạn là bỏ mẹ đi cho nó xong, để cho nó kiểu được tắt cho nó nhanh ấy, đỡ sức đầu, thấy không?